Xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến tất cả quý vị các bạn một cái sản phẩm, một cái lọ thuốc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng. Một cái lọ thuốc này nó rất là tuyệt vời. Sau khi gia đình mình sử dụng mình thấy rất là hay, thì mình muốn chia sẻ đến tất cả quý vị các bạn. Thì lúc trước gia đình mình có mẹ của mình đã bị viêm xoang mười mấy năm rồi. Qua nhiều người giới thiệu thì mẹ của mình cũng đã sử dụng rất là nhiều cái lọ thuốc khác nhau để điều trị bệnh viêm xoang. Thế nhưng khi có thuốc thì nó lại giảm thôi, không thuốc thì nó lại tiếp tục cái bệnh lý cũ và không có chiều hướng giảm. Cho nên là sau khi được người bạn thân giới thiệu một công ty thuần mộc Thanh Mộc Hương thì có cho ra đời một cái sản phẩm chuyên trị về viêm xoang, viêm mũi dị ứng, thì mình cũng đã liên hệ và đặt thuốc để cho mẹ mình dùng thử. Thì sau một thời gian dùng hết một cái lọ như thế này thì hiệu quả đã trông thấy rõ rệt và mẹ mình đã không còn cái sổ mũi và rát mũi hay là khó thở hay là đờm nhiều, thì đã giảm rõ rệt. Và sau hai liệu trình, hai lọ như này này, hai liệu trình nữa các bạn, thì đến nay thì mẹ mình đã khỏi hẳn chừng khoảng hơn một tháng nay rồi. Thì mình thấy rất là vui và mình sẽ quyết định làm video clip này, mong muốn là chia sẻ cho tất cả mọi người để chúng ta ai có những cái vấn đề về viêm xoang, viêm mũi dị ứng thì có thể dùng thử cái lọ thuốc bên mình mà đã cho mẹ mình sử dụng. Thì cái lọ thuốc này thì cái giá của nó thì nó không có cao, nó chỉ khoảng độ 180. Và cái gì các bạn nào chúng ta có nhu cầu cũng như là muốn biết về thông tin cái sản phẩm này thì hãy liên hệ với mình qua Facebook Bạch Ngọc Di Sơn, số điện thoại 0917 937 991. Mình xin đọc lại là cái Facebook của mình là Bạch Ngọc Di Sơn, số điện thoại là 0917 937 991. Thì qua tìm hiểu cái nguyên tắc của cái lọ thuốc này, tại sao nó chữa được nhiều cái bệnh như mình đã tìm hiểu trên mạng và cũng đã đọc qua, thì nguyên nhân tại sao thuốc tây lại không trị được cái bệnh này, khi chúng ta uống thuốc tây vào, chúng ta xức vào, thì những cái nước đờm á, nước mũi của chúng ta đó, nó sẽ từ cái dạng lỏng chuyển qua dạng đặc và nó nằm một chỗ thành một cái cục. Cho nên là khi chúng ta uống vào, chúng ta sẽ cảm giác là thấy là dễ chịu, nhưng nó không có bớt và nó vẫn còn nằm trong khoang mũi. Và khi chúng ta gặp cái thời tiết hay là chúng ta gặp những cái vấn đề về xử lý ở ngoài xảy ra trong mũi thì chúng ta cảm thấy ngạt, rất là khó thở, nó xảy ra nhiều triệu chứng và chúng ta có trị hoài nó không hết. Thì cái loại thuốc này nó như thế nào, hôm nay mình biết sau thì mình nói vậy ha, thì mọi người chúng ta chú ý lắng nghe. Loại thuốc này khi mà nhỏ vào thì nó sẽ làm cho chúng ta đổ mũi nhiều hơn. Tại sao nó đổ mũi nhiều hơn? Bởi vì những cái dạng nước mũi ấy, mũ mũi ấy, thì nó sẽ tan, nó sẽ hóa ra dạng lỏng và nó chảy hết ra ngoài. Và sau khi cái nước này nhỏ vào thì nó sẽ xúc cho cái khoang mũi sạch sẽ. Và sau khi hết những cái nước mũi đó thì bắt đầu nó sẽ vệ sinh sát trùng và nó sẽ tái tạo lại cái khoang mũi để khoang mũi chúng ta lành lặn trở lại. Thì lúc đó thì khoang mũi nó sẽ có cái cảm giác ê buốt, rát, sưng và sau đó nó sẽ trở lại cái trạng thái bình thường, nó sẽ phục hồi lại những cái chỗ hỏng mà khi mà chúng ta bị dẫn đến mà viêm xoang, viêm mũi dị ứng. Thì nguyên nhân thì có nhiều cái nguyên nhân dẫn đến cái việc đó, nhưng mà cái hôm nay mình chỉ chia sẻ cho quý vị các bạn chúng ta cái cách để chúng ta một cái lọ thuốc trị viêm xoang, viêm mũi rất là hiệu quả. Thì giờ mình cũng đang chia sẻ cho bà con lối xóm xung quanh, những anh em chúng ta thì cũng đang đặt hàng để sử dụng thử, bởi vì mình thấy rất là hiệu quả. Thì qua video clip này mình xin chia sẻ đến tất cả quý vị các bạn chúng ta một cái lọ thuốc thần kỳ Thanh Mộc Hương, dung dịch nhỏ mũi trị viêm xoang dị ứng thời tiết, gọi là viêm mũi dị ứng đó quý vị các bạn, khi trở trời sổ mũi. Thì cái bệnh viêm xoang này
Bệnh viêm xoang này thì nó thường xảy ra triệu chứng lúc đầu thì là bên mũi chúng ta sẽ đau nhức, và nếu mà cái việc bạn để nhiều thì nó sẽ chuyển qua đầu và chuyển qua lỗ tai, có khả năng là viêm tai giữa, và nếu mà bị nặng thì sẽ dẫn đến mờ mắt chẳng hạn, đau đầu hay đau đầu, nhức mũi, mỗi khi chuyển trời thì nó hay hắt xì, hay là nó có nhiều nguyên nhân, nhiều vấn đề để dẫn đến cái tình trạng bệnh như thế này. Thì quý vị các bạn chúng ta có nhu cầu về cái lọ thuốc này, chúng ta vui lòng inbox cho mình qua cái Facebook Bạch Ngọc Duy Sơn, hay là qua số điện thoại 0917 937 991, số điện thoại này cũng là Zalo của mình, thì chúng ta cùng kết bạn để cùng nhau trao đổi là có những vấn đề nào cần hỏi. Thì cái lọ thuốc này nó dạng nước, đây gọi là một dung dịch nhỏ mũi, nó rất là hiệu quả, thảo dược thiên nhiên chứ nó không phải là thuốc tây, cho nên là nó không gây phản ứng phụ, nó rất là an toàn cho chúng ta sử dụng mà không lo lắng về cái chất lượng của nó. Về cái lọ dung dịch nhỏ mũi này thì nó cũng đã được đóng tem rất là kỹ lưỡng này, và có nơi sản xuất đàng hoàng, là một công ty đã được cấp phép lưu hành, và cái sản phẩm này nó cũng đã được chứng nhận ISO 9001:2015 tại công ty sản xuất thương mại dịch vụ dược phẩm Hồng Phát, không, nó có địa chỉ, có tên rõ ràng quý vị các bạn. Đó. Thì mục đích hôm nay của mình là chia sẻ cho tất cả quý vị các bạn chúng ta một cái lọ thuốc, một lọ dung dịch nhỏ mũi, chúng ta tạm gọi là lọ thuốc, rất là hiệu quả. Và khi chúng ta dùng cái lọ này thì giá thành nó cũng phải chăng, và điều đó thì các bạn cũng không nên lo lắng nhiều. Nếu tùy theo cái người bệnh, nếu mà người bệnh mà bị lâu thì chúng ta chỉ dùng 1-2 liệu trình, có khả năng là 2-3 liệu trình, nhưng mà thường thường thì 1-2 liệu trình thì chúng ta đã có kết quả khắc quát rồi. Cái lọ này thì nó trong cái chai, bởi vì cái lọ này lọ mới này quý vị các bạn, cho nên là mình không khui ra được, nó có một cái chai nhỏ chút xíu thôi nước này ha, nhưng mà nhỏ khoảng, nếu mà chúng ta nhỏ mà thường xuyên đúng liều lượng thì khoảng 1 tháng nó mới hết thuốc được nha quý vị các bạn. Thì mình đưa cho quý vị các bạn xem này, đó. Thấy chưa? Đó. Các bạn thấy không? Đó, cái lọ này á, nó có cái dung lượng, để mình xem cái dung lượng như thế nào. Cái dung lượng nó thì khoảng, để xem, nó khoảng 10ml thôi, nhưng mà nó rất là nhiều. Cái cách nhỏ như sau, chỉ cần chúng ta mua về thì chúng ta nhỏ một ngày 2 lần, và mỗi lần thì nhỏ hai bên mũi, mũi trái mũi phải, mỗi mũi 1 giọt. Và khi chúng ta nhỏ thì chúng ta nên chú ý là chúng ta lót cái gối chính giữa lưng này, chúng ta nằm ngửa ra và chúng ta nhỏ làm sao mà để cho nó lọt vào bên trong, vừa tới bên trong này thôi, và chúng ta nằm càng lâu càng tốt để cái dung dịch này nó vào, nó sẽ sát khuẩn và nó sẽ làm sạch xoang mũi của chúng ta, và nó sẽ chữa cho chúng ta bớt bệnh, từ đó là mũi thông thoáng hơn, không ngạt mũi, thì cơ hội mà bớt bệnh nó sẽ rất là cao. Đó. Thì một ngày chúng ta nhỏ 2 lần, sáng và tối, tùy các bạn cái làm việc, nhưng mà chúng ta lưu ý là khi chúng ta nhỏ là chúng ta nên nằm ngửa, một là quý vị lót cái gối giữa sống lưng này, hai là chúng ta nằm ngửa và để càng lâu thì càng tốt, để cho cái thuốc, cái dung dịch này, nước này nó vào, nó sẽ phát huy được tác dụng của nó. Thì trong video clip này mình cũng xin chia sẻ một cái vấn đề như thế, mong rằng sẽ giúp đỡ tất cả quý vị các bạn được một phần nào đó. Mình chắc chắn là cái đây là cái sản phẩm mình đã dùng rồi, gia đình mình dùng rồi ha, cho nên các bạn cứ yên tâm. Và cuối cùng xin chúc cho tất cả quý vị các bạn chúng ta mau bớt bệnh, có thật nhiều là sức khỏe, hạnh phúc và thành công cho cuộc sống. Và trong khi làm cái video clip này, nếu có điều gì sai sót xảy ra, mong quý vị các bạn chúng ta lượng thứ bỏ qua cho, bởi vì mình không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng mà mình nói ra đây là những cái câu chuyện, những cái có thật mình chia sẻ cho mọi người. Thì cuối cùng mình xin kết thúc video, quý vị các bạn vui lòng đăng ký kênh, hãy để lại một bình luận và một like dưới video, để chúng ta cùng nhau bàn bạc và có thể liên hệ qua những cái thông tin hồi nãy mình đã đưa rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.